cùng i Channel tìm hiểu những cách giúp bạn vực dậy tinh thần làm việc thật nhanh chóng. Làm thế nào để vực dậy tinh thần làm việc tốt nhất? Làm thế nào để làm việc với sự tập trung cao độ sau chuỗi ngày nghỉ dưỡng? Thong thả, thư thái. Đánh thức năm giác quan của cơ thể sẽ là liệu pháp hữu hiệu nhằm lấy lại sự phấn chấn cho chính bản thân bạn. Mang lại hiệu quả cần thiết trong công việc. Bạn có thể đánh thức các cơ trên gương mặt thêm tươi tỉnh khi bắt tay vào công việc bằng nụ cười sảng khoái khơi dậy nguồn năng lượng để chào đón ngày mới đó là bước khởi động đầu tiên chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để vực dậy tinh thần làm việc trước lúc kiểm tra hàng dài các email danh sách công việc còn đang chờ đón bạn giải quyết nếu bạn đang cảm thấy buồn bạn hãy gọi cho người thân bạn bè hoặc người yêu không có gì đáng quý hơn là có một người cùng chia sẻ làm bạn vui lên nếu họ thật sự là những người bạn tốt thật sự họ quan tâm đến bạn thì họ sẽ cố gắng hết mình để mọi thứ tốt lên họ biết rằng bạn cũng sẽ làm như thế cho họ thói quen thường thấy là hầu hết mọi người đều cung cấp năng lượng cho bữa ăn sáng bằng các loại thức ăn nhanh qua quýt để kịp giờ làm trên thực tế bữa ăn sáng rất quan trọng bởi đó là nguồn năng lượng giúp bạn duy trì được sự tập trung cho cả ngày dài mải miết với công việc thử thay đổi thói quen thường nhật bạn sẽ thấy bản thân làm việc hiệu quả hơn hẳn bạn có thể xua tan đi sự mệt mỏi uể oải khi phải quay trở lại bắt nhịp với tiến độ công việc sau quãng thời gian rong chơi cùng gia đình và bạn bè bằng cách bật một bản nhạc sôi động và lắng nghe theo giai điệu để kích thích tinh thần tập trung vào mục tiêu nhiệm vụ mới đôi khi ý nghĩa của nó mang lại có thể tiếp thêm động lực cho bạn tiếp tục theo đuổi kế hoạch còn đang giang dở thì sao cơ thể thiếu nước có thể dẫn đến tâm trạng xấu đau đầu và mệt mỏi vì vậy bạn hãy đảm bảo uống thật nhiều nước mỗi ngày để giữ vững tâm trạng tốt của bạn một cách dễ dàng nữa để vực dậy tinh thần là sắp xếp lại đồ đạc để tạo không gian làm việc. Tâm trạng của bạn sẽ rất chán nản, ngao ngán nếu như góc làm việc của bạn ngổn ngang các loại giấy tờ. Tài liệu chưa được thu xếp, vì thế, hãy bắt tay vào việc dọn dẹp lại không gian thêm phần tươi mới theo trật tự nhất định. Kèm theo vài vật dụng ngộ nghĩnh, đáng yêu như một lọ tinh dầu, chậu hoa xinh xắn nó sẽ giúp lọc không khí xung quanh. Tạo ra oxy sạch hơn. Không có gì tốt hơn là không khí trong lành và ánh sáng mặt trời. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh là những người thường xuyên hoạt động ngoài trời thì sẽ có ít triệu chứng trầm cảm và lo lắng hơn những người làm việc trong nhà cả ngày. Chỉ cần vài phút ở ngoài trời, cơ thể bạn sẽ hấp thu một lượng vitamin D vitamin ánh nắng đáng kể. Điều này có ích cho cả thể chất và tinh thần của bạn. Để xua đi những suy nghĩ buồn bã và làm mới suy nghĩ của bạn bằng cách thực hiện những bài tập thể dục nhẹ như đi bộ. Chạy nhảy tại chỗ một vài phút cũng sẽ là giải pháp tối ưu dành cho bạn để vực dậy tinh thần làm việc và lấy lại năng lượng nhanh chóng. Tất nhiên không phải ai cũng có thể chạy bộ trong giờ làm hay trong cuộc họp, vậy thì bạn hãy làm một vài động tác giãn người. nhấc cánh tay hoặc chân lên, căng ra hết mức có thể, vươn vai hoặc tập vài động tác yoga. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7 vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé